23 tháng 12. Ngày ông Công ông Táo lên trời. Trực tiếp vườn mai đây. Đó. Lá đây. Đây, lá đây các bạn. Lá mai thái nhé. Khách ở Tân Sơn, Yên Lập đến thăm. Lá đấy. Này mà ở trên mạng có những người người ta bảo là mai, cây mai là bị ngủ đông. Đây, măng này. Bác ra xem măng này, măng đang mọc bình thường nha. Em, măng đây. Đấy, 23 ông táo lên trời, măng đây. Thực tế đây, vẫn đang mọc chứ không phải bảo là măng chết nha. Đó, thực tế. Đấy là mai thái. Đấy, nó không đứng thẳng em ạ. Nó không thẳng như những cây khác. Khi mà nó mọc măng ra đuôi én, em vít cổ nó xuống. Nhưng mà cái này, cái này nó phải 8 rồi ạ. 8 rồi ạ. 8, như cái loại này là lá B rồi ạ. Ừ. Thế về xưởng nó chọn đi xem. Người ta sấy xong. Sấy xong bắt đầu người ta mới phân loại. Chứ còn khi mình hái tươi này là mình cứ hái aloso thôi. Em tưởng nó phân loại trước. Không. Phân loại thế hái lâu lắm. Ừ, mà lâu mà mình để nào được. Vâng. Phân loại khi hái thì lâu lắm. Cái này một năm mà. À, trồng 23 tháng 8 âm lịch ạ. Thì bây giờ là nó được 16 17 tháng. Vâng. Đấy, măng bây giờ vẫn đang mọc bình thường đấy ạ. Nhưng mà đây là đỉnh đồi keo, nó còn đang bị bóng keo đây này. Đừng lấp. Chị nói với em càng sâu thì sau này là gốc nó không bị nổi. Như cái này các chị đem đợt trước là trồng xong xong bao lấp đấy. Lấp đi xong bây giờ nó đang nổi gốc đây này. Em cứ kệ nó, em trồng xong sâu. Càng sâu càng tốt. Càng sâu càng tốt. Đây. Không. Dạ, vườn giống ở ngay cạnh nhà. Đây là mai vàng này. Đấy, măng đấy. Đây là ấy à? Bây giờ cái này gọi là... Dạ. Mai thái à? Vâng, đây khóm bên này là mai thái, còn khóm bên này là mai vàng. Nó khác nhau ạ. À? Vâng, đây mai vàng đây. Ê. Bây giờ nếu mà bây giờ chị thì nên mai thái hay mai vàng? Chị nói với em nhá, riêng đất đồi, đất cao thì cũng như mọi lần chị tư vấn với em á, mai thái đây em thực tế em nhìn đây này. Mai thái nó phát triển nhanh hơn mai vàng, nhưng nếu như ở dưới ẩm thì mai vàng và mai thái phát triển bằng nhau. Nhưng mà đồi cao. Đồi cao thì là mai thái nó sẽ vượt trội thằng mai vàng. Đấy. Vì là cái địa hình đất của em nó giống với cái địa hình này nên là chị mới cho em vào thăm cái vườn này, chứ còn như vườn nhà chị ở trên nhà thì coi như là chị nói với em cùng mai vàng cùng mai thái trồng cùng với nhau, mai vàng không lên khỏe bằng mai thái. Mai thái 10 thì mai vàng chỉ được 6. Đấy là trên đỉnh đồi. Nhưng mà những khóm ở dưới kia, dưới ven dưới kia là mai vàng dưới kia rồi. Đây, cùng chân. Dạ. Dạ vâng, bây giờ coi như cái cây này là hái lá quanh năm à. Hái quanh năm luôn. Đang nói cái tuổi này bây giờ như thế này là hái được rồi. Vâng ạ, như thế này là hái được rồi ạ. Vâng. Đây như những cái cành như thế này là mình có thể là mình cắt từ tận trong cục này ra. Cắt trong cục này xong rồi trong này nó lại mọc ra. Đấy. Cây này càng già thì lá lại càng to. Đấy, mình không phải chặt cây già đi đâu. Mình cứ cắt hết đợt nọ nó lại mọc cái đợt kia ra. Vâng. Kia kìa, em nhìn cái cây kia kìa. Đó, cái cành con đấy. Đấy, cắt đi cắt lại không biết được bao nhiêu lượt rồi đấy. Đấy, minh chứng thực tế đấy. Em cứ hái hết xong em cắt. Em vặt quay lại. Vặt thế này. À thế thôi. Vặt thế này. Vặn quay lại thôi. Vặn quay lại. Đây, đấy. Nó có chiều đây. Vặn quay lại thì nó có chiều và dễ vặn. Đây nhá, như thế này xong bắt đầu em cắt từ trong này thì ở trong này nó lại mọc ra. Biết bao nhiêu chập đây, em nhìn bao nhiêu chập đây. Vâng. Cây này ít nhất một năm, à từ khi nó lên cũng phải hái được 5-6 chập rồi. Đây gì em, cắt hết chập nọ, chập kia nó cứ già.
này xong bắt đầu em lại cắt, đến đợt sau em lại cắt, trong này nó xong này nó lại tòi ra những cái mắt ngủ này, nó lại tòi ra đây này, bố cua này giống ở đây chứ ở đâu. Vâng ạ, đấy những cành ý là để làm giống, nhưng mà nó phải ra rễ thì chúng con mới làm giống, chứ còn không ra rễ là không làm giống. Mà làm những cái cây to kia kìa, đây này, những cái mắt này là làm giống đấy à? Đấy, cắt giống đấy ạ. Vâng, cắt rồi đấy ạ. Kìa cây đằng sau em kìa, bác kìa, nhìn kìa. Đấy, cao như thế mà còn bị họ treo lên, họ vặt ra. Đây người ta lấy đi, không phải mình. À, mình lấy đi. Mình lấy mà cũng có cả người ta lấy nữa ạ. Đó. À, tóm lại cây nó lớn lên, nó có lá cái là bắt đầu cong xuống rồi. Vâng ạ, là tự nó bò xuống. Không như cây bương nhà mình. Vâng. Cây bương nó vút lên trời hàng 10 mét đi. Vâng. Ơi, nếu như cái này thì mình phải hả? Đến sang riêng là những cái lá như cạnh tay em á là người ta hái hết. Đó, 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 từ lá đấy người ta đã lấy rồi. Ừ, từ lá đấy người ta đã lấy rồi. 5 phân. Đến 15 phân là người ta đã lấy rồi, lấy để người ta làm lá đông lạnh. Hút chân không à? Thế mình nếu mà hái như này mình cứ trụ lẫn tất à? Trụ lẫn tất. Ừ. Đến khi mà to cả lá bé đúng to, đúng rồi. Đến khi mà cái lá to như cái tàu trên này này thì là nó lại một giá khác, còn cái lá bé đấy là một giá khác. Lá đấy là 12.000 đến 14.000. Thế còn lá to này thì là 20.000 mới hơn 20.000. Đấy. Đấy. Em có đi xa xe đằng kia thăm xe ra đằng kia. Ôi giời, ấy cái này phải được mấy cân lại nào bác? 20 cân không chị? Cái búi được. Bây giờ chưa làm gì. Chưa. Không được. Chưa được. Nếu mà đúng vụ đó tháng 4 đầu vụ đi á. Hái nếu để búi để trưởng thằng mà trưởng thành mà không hái không giật lá cũng 15 cân đấy nhất. Đủ lên. Hái một chật. Đấy hái một chật đấy. Một chật nhưng mà anh một năm mình hái 4 lần. Ít nhất nếu anh không chết cành giống á, một năm anh phải một búi để được một tạ lấy nhất. Không mà dưới. Chiếc cành giống thì cắt mất cành đi rồi, lấy đâu ra có lá nữa. Chiếc cành là mất tay rồi. Cành là mất tay, thế nên còn cái gì nữa mới ra lá được nữa. Đấy, lá vẫn xanh đen này. Này mà nhiều người cứ bảo là mai nó chỉ được 6 tháng, còn đâu là nó ngủ đông. Măng thì vẫn mọc ầm ầm ra mà. Hai hôm nữa là lập xuân mất rồi. Vâng, đấy. Vẫn ra măng mà lá vẫn tua tủa xanh đen này. À, vườn ươm Mai Thái. Măng lên này. Đấy. Đây chỗ này này. Đẹp ghê. Này sang riêng là các em nó lên Yên Bái hết à? Mùng 10 tháng riêng. Vườn này bây giờ đạt hết rồi. Nếu như em thích thì vẫn có phần của em. Nhà trên chị vẫn còn thêm lấy ở đâu? Không, trên chị xuất hết rồi, trên xuất không còn một cành nào. Đây còn bỏ rồi chị. Hả? Mỗi một hàng này là 80 à? Đấy, em đấy mỗi hàng 80 nhân giá. Đây, những cái cành này nó lên, những cái lá này ra là hái được rồi này. Đấy, chỉ để cho em 190. 190 à? Ok em, cái này là người ta đã đặt cọc hết rồi. Thế nhưng mà chị vẫn có thể lát xe từ đơn đó sang đơn kia. Trên kia chị còn vườn ươm nữa hả? Nhiều à? Okay. 20 ngày thì sang riêng, sang khoảng độ 20 tháng riêng là xuất được. Em tính là 13. 13 hả? Ok em. 15. Ngày kia nó lấp xuân rồi. Nó ấm rồi. Hôm nay lên 26 độ rồi.
Đấy, như đất của em là em chị không biết là em dự tính như thế nào, nhưng mà như bây giờ em trồng là em không phải, em không phải phải tưới luôn. Em tiếc quá, trồng được thời gian này đúng là mùa liên tục. Thế còn đợi chần chừ gì nữa mà phải tận sang 13 tháng riêng mới trồng? 190 gốc em trồng bao nhiêu, trồng 2 buổi. Bây giờ người ta nhiều việc, chả nhiều ai. Chị sang chị trồng thuê cho. 3 người trồng cả khả năng, nếu mà đúng 3 người trồng thì bọn em mình ngày xong. Một ngày xong. Cuốc sẵn rồi. Cuốc sẵn rồi. Cuốc đến đâu xong bắt đầu múc hố đến đấy rồi. Bây giờ bạn ấy còn đang bảo lấp thêm nữa, bảo đừng có lấp, cứ thế để mà trồng sâu xuống. Trồng sâu 40 phân không? Hơn. Sâu một gầu cơ mà. Một gầu sâu xuống 60 phân. Thì anh cao đến đất nào? Đường này đúng không? Không sao. Không sao, không sao. Em cho anh xem video cái hố này. Người ta trồng xong còn sâu rồi, trồng xong rồi vẫn còn 80 phân. Ừ, thế nó mới tốt. Sau này chị nói với em là cái gốc nó không bị nổi. Đấy, gốc nó không bị nổi là măng nó mọc lên tu tủa đẹp lắm. Thế bây giờ trồng luôn. Khỏi. Hả? Nắng nhưng mà đất của mình nó vẫn ẩm mà. Ừ, thì tùy em. Nếu em không sắp xếp được thời gian thì sang Tết. Sâu hơn như này nữa còn tốt. Của mình nó làm một gầu ấy. Được, không ảnh hưởng.